sở hữu. Những người nhà quê tụi tao á, rất coi trọng truyền thống nha, đặc biệt là vào xã hội đen á thì coi trọng nghĩa khí. Có hai câu nói này tụi bay phải ghi nhớ nha. Thứ nhất, đối ngoại thì đừng có sinh sự, biết chưa? Còn đối nội á thì phải tôn sư trọng đạo. Đại ca bên Hòa Lan đi theo anh, tôn trọng anh lắm mà. Ở Hòa Lan thì vậy, về Hồng Kông thì chưa biết. Đại ca, Hồng Hưng Tử tiên sinh và bọn em Út vừa tới. Vậy hả? Phải. Ờ. Đại ca, anh có địa vị cao trong giang hồ, nhân dịp ngày lễ như hôm nay, các quỹ viên lập pháp và các nhân sĩ thế nào cũng tới bà đỡ anh. Nói đến bà đỡ thì mày bà đỡ hay nhất ra. Anh là Tiếu Diện Hổ đó mà. Đúng. Tên họ là Tô Chí Dĩ, biệt hiệu là Tiếu Diện Hổ, chức vị là quân sư trong sông Hổ Đông Tinh. Tính nết ăn nói ngọt ngào, miệng nam mô bụng đầy dao găm. Ê, trời, lâu quá Lạc, không gặp. Anh Lạc, anh Lạc. Ê, lâu quá không gặp hả? À. Kêu Lạc đi. Anh Lạc. Kêu Lạc đi. Anh Lạc. Nè, báo chí nói là bạn trai của Phương Đình là người hùng trong giang hồ. Đúng thiệt ha? Mày đừng có nói như vậy. Không ngờ cô Phương Đình ở ngoài đẹp hơn trong ảnh nữa. Tôi biết là anh thích uống rượu. Tôi đem theo hai chai rượu Louis 13 tặng cho anh đó. Nè, đâm cất đi. Anh còn nhớ tới tôi thích uống rượu, chứng minh anh còn quan tâm tới tôi. Tụi mình đi vô ăn cơm đi. Tụi mình vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Chúng tôi là giảng sinh phải làm vậy mà. Hả? Nè, xin mời. Cạn. Nè, cạn đi, cạn đi, cạn đi. Cạn. Nè, uống đi, uống đi. Vô. Cạn. Cạn. Nè anh Sinh, ngày nào Hồng Hưng còn anh phụ trách, Đông Hưng Lạc Đà tôi với anh á, không có đối lập nhau đâu. Thời đại bây giờ hòa bình mới phát tài mà. Anh Lạc à, đừng uống nhiều quá, có chừng ảnh hưởng tới gan đó. Nè, sáng tối uống một viên vào, như vậy con người sẽ khỏe hơn. Gì? Bộ anh bây giờ bán bạch phiến sao? Đâu có. Mấy năm nay tôi giảm bớt ăn thịt, khi rảnh tôi ăn những thức ăn tráng kiện này nè. Để tôi giới thiệu nha, loại thuốc này rất là hay đó. Uống vào hả, sẽ giúp đỡ cho năng lực tình dục của anh mạnh lên nữa. Không tin thì thử đi. Anh Sinh, xin lỗi các lời anh. Đại ca, tăng thám trưởng đặc biệt từ Đài Loan tới thăm anh đó. Ờ, ờ nè, tụi anh ngồi đây chơi nha. Tôi ra đón tiếp thám trưởng Tăng đã. Ờ, à, tự nhiên, tự nhiên nha. Tự nhiên hả? Nè, mình uống tiếp đi. À. Gà rừng, gà rừng. Cái gì hả? Nói đi. Anh Sinh, gà rừng mới nhập lại Hồng Hưng. Hồi trước chúng là Hồng Hưng mà. Có vấn đề gì? Anh Sinh à, theo tục lệ của giang hồ á, gà rừng đã làm đường chủ ở bên Đài Loan, dù sao cũng là người của Tam Liên Bang. Mày đang làm đường chủ ở Đài Loan, cần gì trở về đây chứ? Vì tôi làm việc bên đó không được vui. Đường chủ tôi có thể không làm. Mong là anh Sinh có thể nhận lại tôi, để tôi cùng sống chung với bạn bè. Về Hồng Kông mày phải bắt đầu làm lại. Mày có chịu không? Chịu. Vợ chuối. Dạ, anh Sinh. Sau này mày theo nó. Đại ca. Thiệt đó nha. Anh chuối. Lớn tiếng chút. Ông chuối. Anh kêu tôi là vợ chuối được rồi anh cả. Dạ biết. Mày đang đếm gì vậy? Tao đang đếm coi cấp bậc của tao là cấp bậc nào. Cô Phương Định, chúng tôi rất thích coi cô đóng phim. Cô chụp hình chung với chúng tôi đi. Được. Ok. Chuẩn bị. Đừng có đứng bên người ta như vậy. Đi ra ngoài đi, ra ngoài. Ra ngoài đi, 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 đi. Tạm biệt. Tạm biệt. Nè, cô Định à, tôi muốn hỏi cô vài câu. Cô đóng phim cấp 3, có làm tình tiền không vậy? Anh nói cái gì đó? Simon à? Hey, nếu người ta khờ dại thì em trả lời giùm đi. Nói đóng phim thôi mà đâu phải là thiệt. Nếu không em làm sao đối phó với bọn ký giả chứ? Ha, cái miệng của anh Sinh rất lợi hại. Hèn chi cổ rất là mê anh. Im hồng đi anh quạ. Anh là ai hả? Trần Hậu Nam. Từ ngõ không thấy anh. Ồ, oh, tôi nhớ ra rồi. Người cầm đầu ở Tung Lô Hoành. Tôi nói chơi thôi. Ê, hey, không có gì đâu. Nè, ngồi đi, ngồi xuống đi. Uầy, hai đứa tụi bay đang nói gì, có phải thương lượng với nhau còn định bắt tay với nhau nữa hay không hả? Bạn bè thân quen đó mà. Ờ, ê, Thiên Sinh, anh còn nhớ thám trưởng Tăng này không? Ờ, xin chào, xin chào. Tôi còn nhớ mà, tôi nhớ rất là dai. Anh làm rồi, tưởng tôi quên dễ như vậy hả?
Anh Nam à, bệnh viện gọi điện thoại nói là cô nhỏ đã tỉnh rồi. C là cái chữ ABC, gọi là cái chữ văn nhã bại loại. Biệt là cái chữ loại biệt ly, là cái chữ biệt ly. Khai là cái chữ ly khai, qua là cái chữ khai qua. Qua. Bạn, oh, bạn là chữ bạn bè. Nè, nè, nè. Nè, anh diễn chơi thôi mà. Mẹ làm gì vậy? Mà đi xa. Nè, đừng có la. Tại sao mẹ đi đây? Nghe nói nè. Quê. Quê em nhỏ vậy mà. Làm gì? Nhỏ hả? Đi xa. Đi xa. Anh diễn chơi thôi mà. Nè, đừng có đóng cửa. Nhỏ hả? Mở cửa đi. Bác sĩ. Mở cửa. Ba đi ra. Mở người ta. Nè, mở cửa đi. Đừng có giỡn nữa. Đại ca, hay là kiếm bác sĩ đi. Không biết tại sao vậy. Mẹ anh ba đi ra ngoài. Mở người ta. Mở người ta cứu tôi. Mở người ta. Ra đây đi. Mở người ta. Đầu óc của người chia ra làm hai bộ phận. Bên trái phụ trách suy tư và ngôn ngữ. Còn bên mặt trưởng tổng ký ức của bệnh nhân. Cô nhỏ này cô ta bị thương là ở bên mặt. Nhưng bệnh của cổ lãng trí không giống như người ta. Chuyện càng cách xa càng ghi nhớ rõ ràng. Chuyện vừa xảy ra mấy năm qua thì không có ấn tượng gì. Tôi chỉ muốn biết có thể khôi phục lại hay không. Tôi đề nghị anh sớm ngày trước cổ ra khỏi bệnh viện, sống lại cuộc đời mà hồi trước cổ từng sống. Nếu được như vậy tôi nghĩ là sẽ giúp được cổ đó. Nè, tôi đã nói như anh này là tôi cùng cô chụp hồi trước. Này không phải bạn với nhau, cần gì chụp chung với nhau chứ. Nè cô coi, anh Nam đang ôm cô rất chặt kìa. Anh không phải là bạn của cô, cần gì ôm cô chặt như vậy. Phải rồi. Tấm này cô nhớ chứ gì. Là ngày sinh nhật của Bao Bì, cô uống say sưa luôn. Sau đó còn đòi thoát y vũ nữa. Tôi tuyệt tình không còn nhớ gì hết. Cô nhỏ à. Cô nhìn chung quanh thử coi, cô nhớ lại cái gì không. Cô có nhớ lại gì không hả. Bệnh cà lâm của cổ đã truyền nhiễm cho anh rồi sao. Mày đừng có nhiều chuyện. Còn anh kìa, còn nhớ không vậy. Chiếc áo này cô tặng cho anh Nam trong ngày khai trương nhà hàng. Nhưng mà kết quả thì anh không mặc. Anh nói chờ tới ngày kết hôn thì anh mới chịu mặc cái áo này cho cô coi. Cô nè. Em còn nhớ không? Tôi giỏi nhất, tôi giỏi thiệt. Em nhớ hay không hả? Em nhớ là sao? Quê, hồi trước anh từng đi chung với tôi hả? Hồi trước thì vậy, bây giờ không phải đâu. Bây giờ em là má của anh, tụi mình ở ngoài chơi nha. Nè, tụi mình làm như trong TV, tái diễn lại cái vụ án nha hả? Nè, quê, tất cả làm một lần. Quê, Khê Khê à, em là cô nhỏ nhỏ. Được. Anh thì làm đương sự Trần Hạo Nam, các người khác thì làm giai phụ như hồi trước, hả? Đứng ở đây xem coi. Chuẩn bị, action. Quê, bên này nè. Anh là anh Nam đó phải không? Chính là tôi đây. Cô cũng ghen thiệt ha, dám ăn cắp chiếc xe của tôi. Chỉ nói một giá, 3,000. 3,000 đồng, chắc. Sao vậy? Bạn gái mày biết đóng tù không mày? Xin lỗi, không phải là 3,000 mà là 3,000. Đọc kịch bản phải nói cà lâm, nhưng mà chỗ này tôi nói ít một chút không được hay sao chứ? Không được, đâu có nói cà lâm, tôi tiếp không được. Ê, nói một giá. 3,000. 3,000. Bộ tôi hồi trước nói chuyện cà lâm như vậy hay sao? Phải rồi, bọn họ chỉ nói nhiều hơn một chút. Diễn đạt không có cảm tình, phải đóng cho thì là nhập vai. Tụi anh giỏi nên làm đi, cứ bắt chẹt này nữa. Nhưng mà cô thật sự không có tìm chắc chút nào. Ê, làm du côn ngon lắm hay sao? Chỗ này không cho đậu xe. Tôi cho cô biết, bọn du côn tới ban đêm thần thông quảng đại lắm. Xin lỗi nha. Đi mau. Nè cô nhỏ à, còn nhớ chỗ này không vậy? Ở chỗ này cô để lại rất nhiều đồng châu. Anh đừng có quảnh đầu ra sao, lái xe phải coi chừng lần trước. Xe sáng ngựa thì có bao giờ người sáng xe đâu hả? Jesus Christ, bloody hell, are you fucking blind or just fucking stupid? Don't you see me stand there? What do you say? À, để tôi. A man is a friend. Tôi được. Anh nói tiếng Anh giỏi đó, tốt nghiệp phòng tuy mà. Nói dây câu giùm tôi đi, phát cổ. Hey, cần gì phải nói, dùng vô tay quốc tế đi. Yeah. I don't care, you try to run over me. So you need to run over me. Fuck you. Tụi mày đừng có ý đồng bằng hiếp tao đó nhờ. Tao biết nghe tụi mày nói cái gì. Biết nghe tụi tôi nói chuyện hả? Vậy nghe kỹ đây, nguyên gương lở loét không có lòng chẳng dài vú ngắn cao thấp to nhỏ hai bên khác nhau. Thì chết đi. Đồ ngu. Giỏi thiệt. Cô ta ghê gớm quá hả? Cậu quỷ cái. Người ta đi rồi, trở về nhà đi. Thiệt xui xẻo. Cô nhỏ à, còn nhớ không? Mình đã từng ăn bánh bao chỗ này nè. Cô còn nhớ hay không?
Chúng tôi đã mời cô ăn bánh bao đó, còn nhớ không hả? Nhớ lại đi. Cục phiền não gì hả? Anh có thương cổ không vậy? Nếu thương cổ thì được rồi, nói chi cho nhiều chứ. Chuyện lúc xưa cô đã quên hết thì cũng đâu có sao. Lên xe đi. Đi mau. Anh là anh Cơ phải không? Ừ. Tôi là Tiger, bạn của Minh Kỳ. Hả? Từ Hòa Lan về đây hả? Phải không? Phải. Vừa từ Hòa Lan về đây. Không biết anh Cơ có dự tính làm ăn ở đây không? Minh Kỳ có dặn tôi khi nào về đây là phải kiếm anh giúp đỡ. Chuyện gì anh khỉ sát cũng chiếu cố cho tôi hết trơn à. Có tiền thì cùng nhau kiếm mà. Chủ yếu là hợp tác vui vẻ thôi. Minh Kỳ còn nói là anh rất coi trọng nghĩa khí và coi trọng bạn bè, giống như một vị hảo hán trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc tên là Lư Trung Nghĩa. Tôi được quen biết anh thì là may mắn. Ủa, anh nói như vậy cũng đúng. Địa bàn của tôi từ Đài Loan đến Tiểu Hồng Kông không có ai mà không nể mặt tôi à. Vậy thì anh Cơ suy nghĩ giùm tôi đi. Hả? Vậy để tôi suy nghĩ giùm cho anh. Cảm ơn, cảm ơn. Các giáo hữu, bây giờ chúng ta lắng nghe ban thi ca của bổn đường. Thay phiên nhau đọc một bản thánh thơ để cho chúng ta nghe. Sao đây mục sư? Nói rõ chút đi. Kêu tôi tới đây bắt tôi gia nhập hội hả? Cháu đừng có đề cập giáo hội với xã hội đen ngang nhau mà. Nghèo khổ tuyệt vọng, và trong khi cùng đường bí lối. Cổ đọc tiếng gì vậy? Chỗ này là giáo hội của Triều Châu, đương nhiên là tiếng Triều Châu rồi. Triều Châu? Triều Châu hay thích phụ người ta đó. Ê, đây là nhà thờ, sao cháu nói phục vụ vậy được? Phải quyết tâm hối cải, thực hành quy gia. Cô gái tóc ngắn này là người trong giáo hội của mục sư hả? Nó không những là giáo hữu ở đây mà còn là con gái của tôi nữa. Ngài nói bộ làm mục sư có thể kết hôn và có con hả? Tôi chỉ là mục sư thôi, đâu có phải là hòa thượng. Không giống nhau ha? Đương nhiên là không rồi. Chuyện là như vậy, con gái của bác vừa học xong trường giáo hội ở bên nước Anh và mới trở về đây. Nó rất là ngoan ngoãn. Nó muốn giúp ba của nó đi giảng đạo ở khu vực Thùng Lồ Quánh. Cháu cũng biết mà, có nhiều người ở Hồng Kông rất là phức tạp. Không phải băng Hồng Hưng của tụi cháu cũng ở Thùng Lồ Quánh. Vậy được rồi, bác sẽ kiếm cháu, muốn cháu giúp đỡ cho nó, bảo vệ nó giùm bác có được không? Cho nên kêu tôi tới. Đúng. Được. Ê, cảnh cáo trước nha, con gái của tôi nết nà lắm, đừng có làm bậy đó. Đâu có thể như vậy. Tôi không sợ Đức Chúa cứu vớt tôi thì cũng sợ bác cứu vớt tôi đó. Như vậy thì hắn đứng lên và đi về phía cha của hắn. Nè, con à, qua đây, để bà giới thiệu cho nha. Cái người mà ba thường nhắc với con là rất là lưu manh đó, là người này nè. Rất là dữ và can đảm, nhưng có tâm địa rất là hiền lương, tên là Gà Rừng. Con gái của tôi Thục Phấn. Chào anh Gà Rừng. Con gái của bác từ nước Anh về chắc là thoát tiếng Anh giỏi lắm. It's okay. Mục sư à? Có người đang kiếm tôi. Tôi bận chút việc, hai đứa ở đây trao đổi đi hả? Trao đổi chút nha. Tụi mình trao đổi chút đi hả? Ê, anh làm gì vậy? Sao cái mặt của anh giống ở dưới quá vậy? Mục sư. Ê, không sợ tôi tiết lộ chuyện hồi tối của anh sao? Hai đứa nói chuyện với nhau thiệt là ăn ý ha. Hợp với nhau hả? Luật lệ giang hồ có nhiều thứ rất giống như là nghi thức truyền giáo tôn giáo trong thời buổi bây giờ, đang đối diện với sự khiêu chiến chưa từng có. Ê, chào anh Phi. Chào anh Phi. Ê, qua đây ngồi đi, hả? Chào. Anh Diêu. Chào anh. Anh xin đâu? Anh biết đó, dạo này anh xin rất ít lộ diện. Ở đây có nhiều người phức tạp, không đến còn hay hơn đến. Cũng phải, làm đại ca bây giờ thành công rồi, đâu có giống như bọn lâu la chúng tôi. One dot page. Có nghĩa là giống như chó vậy đó. Tôi cũng vậy thôi. Ê, bọn lát nữa định đấu giá mua cái tượng Phước Lộc Thọ mang về hay sao? Hey, hey, anh Nam. Hi, Đại Phi. Hey, tối nay, theo đại đốt, nói cho chó biết, tôi sẽ đầu hiếu trường học dùm anh. Từ đầu năm tới cuối năm, là người phụ trách ở Thùng Lầu Quán. Cảm ơn. Cảm ơn anh vợ. Còn mày, phải đấu giá cho được cái sợi dây chuyền nặng 12 lượng cho em gái tao nha. Nghe anh nói vậy, cho dù dạng Lý Trường Thành tao cũng mua mà. Dạng cái đầu mày. Anh khoan ngồi,
để tôi giới thiệu bạn mới của tôi nha. Đây là cô Nho Nhỏ. Anh là ai? Là Đại Phi. Đúng vậy, tôi là Đại Phi. Mọi người kêu tôi là anh Phi. Cứ kêu tôi là anh Phi được rồi, hả? Chào cô. Anh Phi. Còn chưa khôi phục sao? Không phải, tôi nói anh ta mà. Không có gì, anh ta là như vậy đó. Đại ca Trường Hồng là gì? Trường Hồng hả? Mày không thấy hay sao? Treo rất là cao, rất là dài đó. Đó là Trường Hồng đó. Anh quả. Hey. Hoan nghênh. Này, anh em của mình hả? Ngồi đi. Ngồi xuống đi hả? Tự nhiên. Được. Tiếp đãi không được chu đáo. Tìm chỗ ngồi đi nha. Ê, chào anh Nam. Chữ tiên sinh. Cái anh chàng minh tinh này, cổ là bạn gái của anh đó hả? Wow, cũng khá đẹp đó chứ. Anh à, tên gì vậy? Im không đi. Quê, anh quả. Tôi phát hiện anh thường làm cho người ta chán ghét đó. Nhưng mà tôi thích. Hồi trước tôi là người hay nói bậy nói bạ. Nhưng mà kể từ khi có anh xuất hiện thì anh trở thành vua miệng hôi. Còn tôi thì là gentleman. Anh muốn học làm gentleman, anh coi nè, phải học y chang như tôi. Như vậy thì mới được chứ. Có ai không biết anh là đại ca? Chỉ có tôi là không phải thôi. Chào. Hey, để cái đầu tóc như vậy đó hả? Khó coi lắm, giống như cái chỗ trà vậy. Có ai mà không biết chứ. Các vị huynh đệ, các vị thủ tốc, rất hoan nghênh các vị dời gót đến dự hội liên quan này, cùng nhau chúc mừng thánh đản của nhị ca. Ở đằng sau lưng của tôi có rất nhiều cống phẩm, hy vọng quý vị nhiệt liệt đấu giá. Bây giờ không trở ngại thời gian các vị đang ăn uống, vậy chúng ta vừa ăn vừa đấu giá có được hay không? Ê, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Bắt đầu đấu giá nha. Cái gì trước đây? Giáo hội cho cô có bữa tiệc ngon mà. Tại sao quyết định dừng bữa tiệc của xã hội đen vậy? Tôi không vào địa ngục thì ai vào? Cô nói cái gì là không vào địa ngục thì ai vào? Câu này chỉ có đạo Phật mới nói thôi. Quên, gà rừng, tới đây, tới đây. Anh gà. Thì cảm ơn nhà kêu tôi gà con thì được rồi. Cảm ơn. Tôi và anh có tiến bộ rồi. Bây giờ là 900. Cổ là con gái của mục sư. Ồ, chào cô mục sư. Chào cô, ngồi đi. Chúng tôi xin cảm ơn anh hành đại kỳ lớn. Xin mời ra đây lấy cống phẩm. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Mời anh Hành qua đây, tụi mình cùng chụp ảnh nha. Cười lên đi. Ê, mình uống tiếp đi hả? Uống đi. Vô. Nè, tiếp theo đây, đấu giá cống phẩm này mới là lợi hại. Nhưng trước khi đấu giá cái cống phẩm này, chúng tôi ca một bài ca cho các chị nghe nha. Bắt đầu. 1, 2, 1, 2, 3. Và tôi cũng yêu em. Ê, các chị khoan la ó ông xòm. Bởi vì sắp đến năm 97 rồi, nếu đấu giá được món vật này đem về nhà sớm tối cúng phụng, chắc chắn là sẽ không bị công an bắt đâu. Là một món bùa hộ thần rất linh nghiệm. Bữa này đấu giá rất có lợi. Đấu giá một cái, tặng một cái, ra giá là 3.000 đồng. Mua lớn tặng nhỏ, 3.000 ai mua? Tôi mua. Đại Phi mua. Tôi, Đại Phi, quyết mua cho được. Các vị, xin nể mặt cho. 3.000 lần thứ nhất, 3.000 lần thứ nhì, 3.000 lần thứ ba. Hơi, Đại Phi mua rồi. Yeah. Đấu giá được cái này sẽ được thuận lợi thông qua năm 97. Cho các vị biết, tới chừng đó sẽ được nhất bổn vạn lợi. Hay lắm. Nè các vị, phải tập trung tinh thần nghe tôi nói. Bởi vì đấu giá cống phẩm này là Trường Hồng. Yeah. Wow. Tối nay giá bán Trường Hồng này là 16.800 đồng. 16.800. Có ai ra giá hơn 16.800 không? Đại ca tôi trả 16.800. 16.800 không? 16.800 lần 1, 16.800 lần 2, 16.800 lần. Nói gì 16.800 hả? 20.000. Wow, anh quả 20.000. Đại ca tôi trả 30.000. Yeah, wow. Tôi thêm 100 đồng là 30.100 đồng. Yeah, sao kỳ quá vậy? Yeah, có 100 đồng mà thì là kỳ cục quá. 50.000. Ông này, tôi trả thêm 100 đồng là 50.100 đồng. Hay lắm. 50.100. 180.000. Wow, 180.000. Trần Hào Nam trả 180.000. Tiền bạc là chuyện nhỏ, mặt mũi mới là quan trọng. Đấu giá đến cống phẩm Trường Hồng thật là như gấm thêm hoa, rất là may mắn. 180.100. Yeah. Thằng khốn nạn, mày muốn chơi hả? Vô toilet chơi. Anh đừng có nói vậy mà. Tôi tới đây đấu giá là muốn đấu số hên thôi. Đã nói rồi làm sao nuốt lời được. Không lẽ không mừng cái anh đấu giá, đồng tin chúng tôi không được đấu giá hay sao? Đâu có ai giống mày vậy. Người ta trả giá cao, mày chỉ trả thêm có 100 thôi. Muốn chơi sổ lá hả? Anh Cơ, con quạ này trả giá bao nhiêu? Tôi trả thêm 1 đồng thôi.
Một đồng thì tiền là khó tính. Ờ, à, như vậy tụi tôi rất khó xử đó. Nếu anh khó xử thì đừng có làm nữa. Mày nói cái gì? Hả? Đại lão, cái gì đó? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Hả? Cái gì? 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 Muốn làm gì? Mày muốn làm gì hả? Muốn làm gì đi? Các ngươi làm gì đi? Muốn làm loạn hả? Có phải không? Hôm nay là thánh đảng hoàng đế. Các người còn dám nói là người trong giang hồ à? Các người không biết tôn trọng hoàng đế hay sao? Tôi cho các người biết, dưới đường tôi có hai chiếc xe chở tù đó nhờ. Nếu các người là người có tai mắt thì mau trở về bàn đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra. Oh, the game over. Nực thấy mẹ, tụi mình ra ngoài hứng gió đi hả? Tạm biệt các huynh đệ nha. Mình đi, tôi đi nhà. Nghe về chỗ đi. Về chỗ đi. Coi nó đi lắc lư như vậy thì đáng ghét. Xém một chút tôi đánh nó bể đầu rồi. Ê Trần Diêu, tốt nhất là Hồng Hưng tụi anh thương lượng với đám đông tin đi. Biết rồi. Khỏi mất công chúng tôi. Được rồi anh Ngư, để tôi giải quyết. Mà uống rượu. Về đến nhà của tụi mình rồi. Nè, cái chỗ này là cái bản danh của tụi mình nè. Ê sao hả, bên đây chơi vui không? Dạ quá mà, phải rồi. Dạ rồi. Lẹ lên, lẹ lên đi. Nhà của anh ta hả, 15-16, tức là 15-16 đó. 16 vậy. Nè nè nè, chúng tôi cũng muốn tham gia đá banh thủy tinh. Ê bây giờ phải, sau đó thì dẫn nhau xuống sân banh đá vài lần, còn theo đại ca B gia nhập vào Hồng Hưng nữa đó. You know I grew up in this kind of estate too. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, đừng có nói tiếng Anh đó mà. Chỉ nói có mấy lần thôi. Tôi là du đảng Trung Quốc. Bà nội. Ok ok, cháu nhỏ thuộc phấn. Không phải đâu bà nội à, người này là Hạo Nam, người này Tiểu Côn, người này Đại Thiên Nhị. Cái thằng gà con này, mày dám giỡn chơi với bà nội nữa hả? Ôi dạ. À bà biết rồi, cháu nhỏ nhỏ là vợ của cháu đó có phải không? Tết năm ngoái nó có tới đây mừng tuổi cho bà nội mà. Không phải đâu nội à, cái cô năm ngoái tên là Khả Hơn, bây giờ cô đã đi lên trển rồi. Khả Hơn hả? Chắc cháu có da thịt và xinh đẹp hơn trước rồi. Nè nè, chừng nào mời nội ăn đám cưới đây hả? Quê, bà nội của anh dường như hơi lẩm cẩm đó. Em mới lẩm cẩm, bệnh người già là vậy đó. Cũng như em vậy, bị lãng trí. Ê già, vậy thì cháu gả cho nó đi thuộc phấn. Tao đã nói là bà nội cũng có biệt hiệu mà, gọi là bà điếc đó. Bao bì cháu nói cái gì vậy hả? Đâu có nói gì đâu. Tôi chỉ nói là bà cao hơn và gầy hơn chút thôi. Quê như vậy đi, tao có đề nghị phụ nữ thì phụ trách mua đồ nấu cơm, còn phái nam tự do hoạt động. Quê, xuống sân banh đá chơi cho vui. Sao hả? Ai ở lại với bà nội đây hả? Có tao để tao làm đứa cháu hiếu thảo. Được. Bà nội à, tôi đi chơi game nha. Đi chơi TV game đi. Tôi nói làm rùm bà nội. Tụi mày không biết mở cửa hay sao? Sao không chơi TV game với đại ca mày? Anh ta chơi TV game rất là ngang ngược. Ăn anh ta thì tôi không được thua ảnh. Chẳng ta theo tụi anh. Bao bì là như vậy. Ê, ra gì? Cái này. Ủa đi. Đại Thiên Nhị, hồi đó ngay chỗ này tụi mình đã bị không lẽ ăn hiếp. Hồi nhỏ tao bị đánh xương mặt đó. Bây giờ không biết ở đây có ai nhận đệ tử hay không. Để tôi nhận được không? Nhận cái đầu của mày, hỏi từ đó thì biết. Ê, qua đây. Trả bên đây. Trời chút không được sao, đá qua đây. Quê. Mày đá trúng vô tao đâu có biết không? Mày không biết né sao? Đừng có làm phách nha mày. Sân bên này cho tao bảo vệ, tụi bay là ai? Bảo vệ chỗ này hả? Làm bằng lớn chứ, sân bên trọng như vậy. Hỏi mày sao không trả lời hả? Tụi mình là ai vậy? Thằng kia, mày có từng nghe Hồng Hưng hay không? Hả? Hồng Hưng? Tao là Hùng Hưng nè, nó là Hát Hưng, còn này là Diệp Ngọc Khanh. Đừng có làm phách nha mày. Tao làm phách được sao? Mày tên gì hả? Phi Thay. Ồ, Phi Thay xin chào. Tao tên Gà Rừng. Mày gọi tao gà con thì cũng được. Mày muốn chơi thì chơi, nhưng đừng có lấy hai chữ Hồng Hưng ra chơi. Ok. Sao đây? Muốn dọa tao hả? Mày muốn dọa tao hả? Đại ca mày là ai? Đại ca mày đâu? Là ai hả? Mày muốn biết đại ca của tao hả? Đại ca của tao là Trần Hạo Nam. Ồ, Trần Hạo Nam. Vậy thì sao? Bộ nó ghê gớm lắm sao? Trần Hạo Nam có thể đánh lộn ở đây, đánh đến thùng lồ hoàng. Làm người phụ trách thì tay tao cũng làm được đây.
hơn 30 đứa, một đứa đâm trai thôi thì bị biết thế nào rồi. Đông người như vậy, không lẽ là muốn ăn hiếp tụi tao? Gì? Không được hả? Tụi này thừa kế được tác phong của thằng Cồn Đẻ lúc xưa đó. Bây giờ thế banh này, ta trả lại cho mày. Luôn tiện nói dày cậu với mày, mày có hung hăng ở đây thì cũng vô dụng thôi. Nếu mày không muốn làm thỏ đế thì ra đường Portland chơi bạc cò đi. Muốn giỡn trò gì? Không ngờ các bọn trẻ bây giờ hung hăng vậy. Trái tim tôi còn đang đập mạnh. Không gì đâu. Vỏ chuối à? Liếc phía sau còn có đuổi theo không vậy? À, liếc thôi nha. Ờ. Liếc không thấy, tôi không biết. Đi nhanh chút đi. Đã tối rồi, cô trở về đây làm gì? Tôi phải về gặp bà của tôi, nhờ thay đồ nữa. Gặp mặt bà cô tại sao tới đây? Chứ đầu tóc giả ở đâu? Tóc giả? Tôi phải đổi tóc giả vô trước khi gặp bà của tôi. Tại sao ban ngày không đổi, ban đêm mới đổi? Ở đâu rồi? Wow. Đồ dâm ô. Gì? Cô chổng mông là tư thế gì hả? Màu mè. Nếu bà còn không biết làm tình làm sao sanh ra cô chứ. Cô nói dầm ồ hả? Làm ơn giúp giùm tôi đổi cho thẳng chút đi. Làm ơn đi mà. Có ngộ không? Làm gì đây? Làm như là rất thùy mị. Có giống không? Thì rất thùy mị ha. Tôi hỏi cô, cô có từng đi tới chỗ nào rất đặc biệt rồi vô trỏng chị làm, làm tình phải không? Ở trên mặt hồ Nice, ở sân banh dâm vô tình. Chỗ đó chỗ nào vậy? Ở nước Anh còn có. Ở trên đồng hồ bốn mặt. Có thiệt không đây? Còn anh? Tôi thì thường thôi. Tôi từng làm ở trong toilet của disco. Và cũng từng làm ở sào núi đồng công viên Victoria. Chuyện rất nhỏ thôi. Có một lần, ở ngay tại trung tâm trên đường Nathan. Hả? Nói tiếp đi. Lúc đó đã 3 giờ khuya. Ở trong chiếc xe kéo màn lại thì có cảm giác vô cùng. Và một lần ở Đài Loan, ở ngay trong ôn tuyền, tôi cũng từng có làm qua. Nóng lắm. Chuyện đã qua lâu rồi. Cô có từng ở chỗ như vậy làm tình không hả? Chưa. Hay là mình thử lần đi. Không được. Không được. Gì? Cô không dám. Tôi thì không sợ, nhưng mà sợ anh. Sợ tôi cái gì? Sợ tôi làm không được? Sợ anh làm không được. Coi anh kìa làm gì vậy? Đại dâm mà thế kỷ này đại chiến tận thế cùng với đại dâm nữ. Tôi tới nha. Sợ quá, sợ quá. Hả? Ê à, Thục Phấn à, ba thì không ngờ đó. Con lãng phí hết công lao của ba rồi. Con có biết con đang làm gì không? Bác Lâm à, không phải. Lúc nãy tôi còn chỉ là giỡn chơi thôi. Giỡn chơi? Thiệt là làm cho ba tức chết đó mà. Gà rừng không phải cố tình đâu. Đừng có kêu ba là ba. Con có hành vi như vậy, ba đứng trước mặt của Giê-xu à, ba cũng thấy xấu hổ đó. Ba không dám gặp mặt Giê-xu đâu, càng không có mặt mũi gặp giáo hữu nữa. Con không biết xấu hổ, nhưng mà ba rất xấu hổ đó. Con đâu có làm sai cái gì là xấu hổ. Con đọc thánh kinh đã bao nhiêu năm rồi, bộ giáo nghĩa con đã quên hết rồi hay sao? Con nhớ thập giới hay không? Con nhớ hết. Ba cho con cơ hội để nói một câu có được hay không? Phải đó mục sư. Cho cơ hội con gái của mục sư thoát đi hả? Ba muốn dẫn chứng thánh kinh con có thể dẫn chứng. Dẫn chứng là gì? Tức là kiếm chuyện nói đó. Để con nói câu chuyện của người chủ dừng nho cho ba nghe nha. Tiết thứ nhất chương 20 ở trong quyển Phúc Âm. Anh Cà Rừng, anh cũng nghe đi. Hồi trước có một người chủ vườn nho, ông ấy mỗi buổi sáng 6 giờ gọi một số nhân công đến làm việc cho ông ấy. Ông nói mỗi người khi tan sở sẽ lãnh được một đồng. Đến lúc 12 giờ trưa ông lại mướn thêm một số nhân công khác nữa. Đến 4 giờ chiều lại mướn thêm một số nhân công khác. Ông nói với các công nhân mỗi người lãnh được một đồng bạc.
Làm đến khi tan sở, quả thật mỗi người công nhân đều được lãnh một đồng. Vì vậy những công nhân làm việc từ 6 giờ sáng rất là bất mãn trong lòng đi tìm ông chủ thương lượng. Họ nói là tại sao lại như vậy? Chúng tôi sáng sớm tới đây làm việc chỉ lãnh có một đồng bạc thôi. Mấy người mới tới cũng lãnh một đồng, như vậy đối với họ không công bằng. Anh cà rừng có phải là không công bằng hay không? Ừ, những người làm cà 6 giờ sáng thì là ngu xuẩn hả? Con à, cái thí dụ của con đem ra không có đúng đâu. Để bà trả lời con nha. Ý của Chúa Giêsu nói là vừa mới ra đời tin Chúa hay là 18 tuổi tin Chúa, thậm chí sắp sửa chết, nếu như mà giác ngộ tin Chúa vẫn được lên thiên đàng như thường. Ý nghĩa là như vậy đó. Vậy ba còn không biết con có ba ở đây làm gì? Bà muốn khuyên anh lưu manh này theo con đường lành, nhưng mà có kết quả hay không? Gà rừng thì vẫn là gà rừng của Hồng Hưng, có biến đổi cái gì đâu. Con thì không thấy. Ba còn bị người ta nói là con chó đánh hơi. Nhưng bây giờ con gái của bà ở đây chỉ phân một chút, dây một chút, in một chút, cũng chỉ muốn sau này khuyên tất cả bọn lưu manh của Hồng Hưng giam nhập vào giáo hội của chúng ta mà thôi. Vậy là bọn họ và các công nhân sẽ vô làm việc lúc 4 giờ. Ba không thèm nói chuyện với con nữa, con thì là ngang ngược mà. Gà rừng, mình đi, đi làm quấy phương. Đâu phải đâu. Ờ, lạc bút tiểu tần. Chắc là có kẹp sách giám mẫu trong này. Sách làm người cha. Người làm cha phải thương mến con. Quan hệ nhân tế thành công phải thương mến con. Sorry. Thì phải, biển học vô bờ bến mà. Tôi muốn học hỏi thêm để bù lại tình cha con của chúng tôi thôi. Xin lỗi nha ba. Con đã lớn khôn rồi. Ba biết con làm việc gì cũng có suy nghĩ mà. Qua đây cho anh cậu một cái. Thôi được, đại đoàn viên có kết cục rồi phải không hả? Đại đoàn viên, trả tiền đi. Tôi trả, kêu bà cô trả đi. Bà còn mua cái gì nữa không bà? Thôi bà rất là thích anh đường phèn, chưa mua nữa mà. Nhiều tiền vậy? Quê, thằng Lã đâu? Muốn đậu xe thì đừng để chìa khóa ở đây. Còn muốn kiếm người thì đánh 1083 đi. Sao mày nói chuyện cộc cằn quá vậy? Mày thuộc bọn nào? Hả? Cái bọn gỡ xe đâu rồi? Bọn hồi trước thì tao không biết. Bắt đầu từ tối nay tụi tao làm ở nhà hàng Đông Mạng này. Mày biết đây là đạo nào không? Là Lạc Hắc Đạo. Phách lối gì hả? Mày có biết đóng tiền bảo hộ hay không? Nè, tụi tao chỉ biết nhà hàng Đông Mạng này là do Đông Tin bảo vệ. Kìa, bác sĩ bảo vệ mày đi. Đông Tin? Nè, chuyện gì? Chuyện gì? Tao nói tụi mày biết. Tụi mày xâm phạm ranh giới rồi. Không coi Hồng Hưng ra cái gì hết hả? Hả? Ông chủ của tao nói tối nay thì đừng có gây sự. Muốn chơi thì chơi lúc nào cũng được. Tốt, bây giờ mày ở đây. Tao về kêu bọn tao tới. Để coi tụi mày có tài cán gì. Ê, uống chạy đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống đi, uống. Tự nhiên nha. Uống đi. Cái thằng lạ không biết đi đâu. Tiếp theo đó tụi nó nói là chỗ Đông Tin thì là phách lối. Anh hỏi thử bao bì coi. Phải rồi, nó không coi mình ra gì hết đó. Tụi nó thì là phách lối mà. Ông chủ đây lại. Quê, Hào Nam, có chuyện gì? Anh có phần hùng sao? Chỉ có chút ít thôi. Tôi là đại cổ đông ở đây, có chuyện gì? Có chút chuyện rồi, anh mở nhà hàng cạnh bên nhà hàng tôi. Muốn giật khách của tôi hả? Còn giành chỗ đồ xe của tôi. Tôi nói cho anh biết nha, đây là chỗ của Hồng Hưng. Hào Nam à, ý của anh Hổ không phải là như vậy đâu. Chỉ là việc làm ăn mà. Nếu như Hồng Hưng muốn bảo vệ lại chỗ này thì ngồi xuống thương lượng với nhau đi. Anh Cơ, để tôi. Đồng tình chúng tôi cấm cây cờ ở quán chảy thì sao? Anh nói lần nữa coi. Nói nữa coi. Trần Hào Nam, bộ anh tưởng anh là dù ở quán chảy hả? Thằng quả này không có phục anh đâu. Sao? Thế nào hả? Anh cấm cái cờ ở đây, tôi rút cờ giùm anh. Đóng cái tiệm giùm anh được không? Quê, chỉ là việc làm ăn cần gì phải gây gỗ như vậy chứ. Anh Cường, sao anh còn khờ dại như vậy? Nhà hàng này tên là Đông Mạng, Đông là Đông Tin đó. Bọn tôi nói chỉ gác anh còn không biết sao? Hào Nam, anh còn tôn trọng tôi hay không? Nếu nể mặt tôi đừng đến đây phá đám. Bây giờ coi như tôi nể mặt anh rồi. Tôi còn phá đám, tôi làm cho náo nhiệt. Tôi gọi cả 100 người tới đây ủng hộ anh. Vậy tức là phá đám rồi. Tôi chơi như vậy cho người ta biết rằng tôi này phụ trách thông lưu quán. Nói cho anh biết. Nghe kỹ chưa? Nghe chưa? Ê, trở về nguyên lãng luôn, cứ bỏ đi. Muốn gì? Ngân tay. Tôi là Robinson, cảnh trưởng khu quán chảy. Có chuyện gì từ từ nói. Anh nói là cảnh trưởng. Vậy tính sao? Hôm nay tôi tới đây uống rượu. Tôi không muốn có chuyện không vui xảy ra. Muốn nể mặt anh phải không? Muốn bữa nay được vui hả? Bữa nay chắc được vui không thành vấn đề. Nha, cạn ly. Thằng Lượm cứ bò cạn ly. Hả? Nhưng mà ngày mai thì không bảo đảm. Uầy, như vậy là gì hả? Tại sao hẹp hòi quá vậy? Yên tâm đi, tôi giúp cho anh.
Bây giờ đã kiếm anh giàu sanh ra tử để làm gì? Cũng là vì tiền bạc. Thời đại như bây giờ đây á là thời đại trọng tiền bạc. Hai đứa bay còn chưa có cơ sở vững vàng, bây giờ còn muốn đánh nhau với tử thi sinh nữa. Nếu có chuyện gì sẽ hại chết tao. Người ta có rất nhiều tiền, anh ta chỉ ném ra 2 triệu đồng bạc, kêu bọn đàn em ngày đêm đi lùng kiếm mày chém mày. Không giết mày mày cũng chết đói thôi. Mới ra đời mày đặt láo cá. Thiệt tình là tụi bay hại tao không à? Anh Quả, lão đại đang dạy cho anh đó biết chưa? Anh Sinh, tôi rất muốn giải thích với anh. Tôi thật không có ý giành địa bàn này với Trần Hào Nam đâu. Anh biết không, con thằng cha giàu có lấy 10 mấy triệu đồng đến rủ tôi, kêu tôi mở cái nhà hàng. Tôi nghĩ được vậy thì mỗi tháng sẽ thu nhập được chút ít. Hào Nam đã nói cho tôi biết hết rồi. Anh tưởng người ta là đồ ngu hả? Người ta coi như là thằng ngốc thôi. Người ta chia trên bao nhiêu tiền hoa hồng vậy? 20%, 30%. Có ai dạy gì bỏ tiền vô túi của anh chứ? Tôi làm ăn có quy chế, có luật lệ của tôi. Người ta chủ động kiếm tôi thì tôi phải đề phòng chứ. Làm ăn nghề gì cũng được, chủ yếu là mình phải đích thân đi làm. Nếu như không phải mình đi làm thì mình đâu có biết chuyện gì xảy ra. Anh Sinh à, tôi đã lấy lại phần hồn của tôi hết rồi. Cái chuyện này là anh em hiểu lầm nhau thôi, đừng có truy cứu nữa. Hào Nam, dù sao anh cũng thuộc về tiền bối, trong nhà hay ngoài đường anh cũng phải nể tình anh ta một chút. Anh nghĩ lại đi. Tôi không có trách anh Cơ, nhưng hai thằng đồng tin đó thì là quá đáng. Lạc Đà gọi điện thoại cho tôi, anh nói là xin lỗi. Một bên là Hồng Hưng, một bên là Đông Tinh. Hai bên mạnh ai nấy làm. Vào đi. Ơ, xin lỗi, em không biết các anh đang nhóm họp. Không sao, qua đây, qua đây. Phương Đình, Hà Nam sẽ cùng mình đi châu Âu đó, sao? Hoan nghênh. Anh Sinh à, ra nước ngoài hả? Ở Hồng Kông làm việc buồn quá đi. Tôi định cùng với Phương Đình đi ra châu Âu chơi. Sáng dịp nghỉ ngơi luôn mà. Anh Sinh cứ yên tâm đi chơi đi. Ở đây có tôi với anh Diêu trông coi á, không có sao đâu. Tụi mày lập tức bắt bạn gái của Thiên Sinh cho tao. Được. Nè, im hộp, nếu không đâm chết cô đó nha. Yên tâm đi, tôi chụp ảnh rất là chuyên nghiệp. Em muốn làm gì? Cô làm gì nữa? Áo của cô rất là đẹp. Làm gì vậy? Quà, đừng công thì nổi bật. Nếu không chụp ảnh thì có lỗi khán giả đó. Quay, 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 quay. Chụp ảnh gì tôi không có chụp đâu. Wow, cởi áo ra chụp hình hả? Hey, cần gì phải làm vậy chứ anh Quả? Tại sao lại nói như vậy? Nếu như không chụp cho thiệt đẹp thì các tạp chí làm sao bán được đây hả? Đừng có ép tôi nha. Nếu không tôi nói cho Thiên Sinh biết đó, các anh sẽ không tha cho anh đâu. Tránh ra, tránh ra. Nè, nói cho anh Sinh biết hả? Tại sao không nói cho các người khác biết? Có anh Lâm nè, anh Châu nè, anh Trương nè. Cô khôn ngồm thì hợp tác chúng tôi. Những tấm ảnh này tôi trả lại cho cô. Tôi cho cô hai con đường đi, đơn giản thôi. Tùy theo cô chọn lựa. Một là tự mình cởi áo, còn hai tôi cho đàn em thay phiên lột giùm cô. Sau đây cô muốn đường nào chọn đi. Như vậy mới hoàn chứ. Tốt, rất là tốt. Ngó bên này. Sân bay Hòa Lan. Hào Nam à, tôi nói cho anh biết, tôi tới châu Âu nhiều lần rồi, nhưng mà tới Hòa Lan là lần thứ hai đó. Tôi thì càng tệ, mới là đầu tiên tới đây, hồi trước chỉ thường đi Macau. Thực ra lần này anh phải đem theo bạn gái của anh, nếu không cuộc du lịch này anh như là con kỳ đà vậy. Anh có định mua thật nhiều quà cho bạn gái của anh không? Tôi nghĩ lần này chắc là khô túi rồi. Anh khô túi, anh biết cổ có bị hiểu gì không? Sát thủ của shopping đó. Anh Sinh, hoan nghênh. Anh Sinh à, xe cậu về khách sạn an bài xong rồi. Tôi đi chơi thôi mà, cần gì rình rang vậy? Lão đại biết là anh qua Hòa Lan, cho nên kêu hai đứa tôi đến tiếp đãi anh. Dù sao tôi ở đây hết 17 năm, thông thuộc tất cả các đường lối, có thể làm người tiếp dẫn. Cũng may tụi anh không phải là ký giả của báo chí, nếu không Phương Đình tới Hồng Kông sẽ có hình đăng ở trang bìa đó. Đại ca Sinh, nếu không tiện công khai thì gọi Trần Hào Nam làm bạn trai của cô Phương Đình đi, phải không hả? Hòa Lan là thiên đường bọn lưu manh tại Âu Châu, nhưng có phải là thiên đường hay không? Anh Sinh, ở đây có một người rất muốn gặp anh. Anh Hổ à, đừng có làm rình rang mà. Khi mà anh gặp người này nhất định anh giữ ý ngay.
Chú Tám. Thiên Sinh à? Lâu rồi không gặp. Chú vẫn khỏe như xưa hả? Năm ba anh qua đời tôi cũng có về Hồng Kông điều đám, thật là rất có lỗi. Chú sống trên đất Hòa Lan đã 25 năm rồi, không có vấn đề gì chứ? Cảm ơn, tạm được tạm được. Hồi trước tôi kiếm được một chút ít cũng đủ xài, đời sống cũng tạm được. Hào Năm, chú Tám có hai ngón tay bị cụt là vì ba của tôi đó. Ba tôi thường hay nhắc nhở tôi, ông nói làm người thì phải tôn sư trọng đạo, câu này không bao giờ lỗi thời đâu. Ở bên Hòa Lan này đều có ba vị bố già của Trung Quốc. Thứ nhất là Kỳ Lân, mọi người đã nghe tên của ổng. Ổng đã bị người ta dùng súng bắn chết ở sông nhỏ. Người thứ hai là Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông, đó là biệt hiệu. Những người buôn lậu đều biết biệt hiệu này mà. Hôm đó ở trước nhà đàn dùng cũng bị người ta bắn chết. Hả? Bây giờ đây, Hoài Phong Nhất là lão đại của anh. Đại ca của tôi đã qua Hồng Kông, bây giờ thế giới đây đã thuộc về tụi anh. Bây giờ lớn tuổi rồi, đâu còn đủ sức đâm chém giống như hồi 20 năm về trước. Anh già hả? Đâu có già, thường xuống kiếm gái ban đêm đó mà. Đâu có già. Làm ơn tránh giùm đi. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Bây giờ hỗn loạn hết rồi. Như bọn thanh niên tụi này á, còn biết giết rùng dằn đầu. Hồi mười mấy năm, hai mươi mấy năm về trước, tụi tôi khá hơn. Lúc đó Trung Quốc rất là đoàn kết. Có biết Hòa Lan có bao nhiêu con sông không? Bộ trong trường không có dạy hả? Không có. Là 2500 con sông. Nước Hòa Lan thấp hơn mặt nước. Nhờ có bức tường bao dây nên nước biển Bắc Hải không tràn vô được. Tôi chỉ muốn thấy cái chồng chồng lớn, sao không thấy gì? Bây giờ tiến bộ rồi, ngày xưa thì cần bơm nước, bây giờ đâu cần nữa. Anh có nghe Hòa Lan có câu chuyện nổi tiếng không? Tôi từng nghe nói có một chàng thanh niên thấy cái đê bị lũng, lấy ngón tay nhét vào chịu đựng hết cả đêm, cứu được cả thôn người. Nếu như Hồng Hưng bị lũng một lỗ thì anh phải dùng ngón tay để nhét vô đó. Hồng Hưng không có lũng lỗ. Anh xin có thấy chú Tám ngón hình như là không sâu đó không? Tôi biết, cho nên mới kêu anh Thái đi tìm hiểu. Anh Thái lại? Người Hồng Hưng ở bên này đâu có dạy gì để cho tụi đông tin chi phối mình. Quá hả? Đúng vậy. Anh Thái, Hào Năm. Chào anh. Hòa Lan không có gái đẹp hả? Gái đẹp bên cạnh của anh kìa. chú Tám ngón chú ngồi ở đây. Và cái chỗ này gọi là nhà thuyền, không cần phải trả tiền mướn, do chú chiếm cứ đó. Thế mời ngồi. Được. Thế nào, có phải thấy tôi rất là tội nghiệp không? Càng lớn tuổi thì thấy càng nhút nhát. Người Trung Quốc mình hồi trước qua đến Hòa Lan, không mở nhà hàng còn biết làm nghề gì đây hả? Bán ma túy. Phải rồi, ở đây bán lậu ma túy bắt được cùng lắm là bỏ tù 6-7 năm thôi. Ngày thứ bảy chủ nhật còn có thể ra ngoài chơi. Hồi trước hả, ba của anh nghề gì ông ta cũng làm, chỉ là không có bán ma túy. Nghe chú nói vậy chắc kiếm được nhiều lắm hả? Địa bàn tụi già như tôi bị người ta đoạt lấy hết rồi. Vậy thì về Hồng Kông đi. Về Hồng Kông làm gì? Bản thân tôi không có con cái, không có bà con, trở về hay để làm gì đây? Ở đây cũng sung sướng mà, có rảnh thì đi làm thêm giờ. Tôi không làm thêm giờ còn có thể lãnh được 2,000 Hòa Lan, hơn 10,000 tiền Hồng Kông. Phải rồi, ở trong quốc gia hay xã hội phúc lợi chủ nghĩa như vậy, chỉ giỏi nuôi dưỡng những người lười biếng mô hình Hòa Lan thôi. Mô hình Hòa Lan? Mô hình Hòa Lan không phải nói tục đâu. Đúng vậy đó, ở đây trồng cần sa cũng là hợp pháp mà. Đem về cho gà rừng nó hút. Tôi thì thích xem đá banh. Ngày mai có đá là trận tranh cúp quán quân của Âu Châu đó, đội banh Italy chống chọi với Assad. Tôi thì rất thích cái anh cầu thủ Gullet gì đó. Tất nhiên là tôi ủng hộ Assad rồi. Tôi nói là Italy thắng. Anh nói coi, cô sống như vậy còn yêu cầu gì nữa chứ. Thì là sung sướng. Khi rảnh không có việc làm thì rủ nhau đi uống rượu và bàn chuyện đá banh. Hào Năm à, ngày mai lấy tiền giùm tôi đưa cho chú Tám nha.
Sau này di dân qua đây chắc là sướng lắm hả? Nếu như tôi đi, tôi sẽ dẫn anh theo. Sao đây? Còn có tôi gà rừng nữa. Ok. Chú Tâm không? Lấy bỏ tôi đi. Ê, đừng mà, tôi đủ xài rồi. Anh xin khi tôi đưa cho chú không lấy tôi làm sao cho nó dành. Vậy cảm ơn anh xin dùm tôi nha. Cất đi, bảo trọng. Hello, how to get to Chinatown? What? Chinatown. To left. Oh, you will see it. Thank you. No, thank you. Thank you. Bye bye. Chuyện của anh Khôn, nếu như đại ca nói một tiếng thì tụi Hòa Lan sẽ chiếu cố ngay. Cảm ơn. Ông Schindler nói Hồng Hưng tụi mình ở Hồng Kông thế lực to lớn, nếu tụi mình có hứng thú buôn bán ma túy, ông ta sẽ hợp tác với mình. Nói chuyện biết lời tôi cảm ơn. Tạm thời tôi không đụng tới chuyện này, để khi việc làm ăn của chúng tôi bên Hồng Kông ổn định. Minister Schneider, voorlopig beginnen to see zaken doen met hem. We willen eerst onze zaak in Hong Kong goed gemakkelijker. Dan wachten we er even af. U bent een hele mooie dame bij. Ông ta nói bạn gái của anh rất đẹp. Nè, Dina, qua đây. Nè, qua đây, qua đây. Bắt tay ổng say goodbye đi. Nice to meet you. Nice to meet you. See you in Hong Kong. See you. Tiền khách. Dạ biết. Sir, please. Anh Sinh, cảm ơn anh. Đừng khách sáo mà, anh Thái là người của mình. Có gì chú cứ kiếm ảnh. Ờ. Hầu Nam, không có gì chứ. Nè, anh Thái à, kêu gì ăn đi. Ăn xong còn lên máy bay nữa. Sorry, xin lỗi. Anh Sinh, anh Nam thế nào? Cảm ơn anh hỏi mày giùm tao. Khi anh qua tới Đài Loan, tôi kêu anh hỏi của tôi giúp anh, tôi biết thế nào anh cũng trở về Hồng Kông. Bây giờ mọi người đều nói anh to đập với bọn Hòa Lan, giết chết anh Thiên Sinh. Họ nói là có chứng cứ nữa. Tóm lại bây giờ Hắc Bạch Lưỡng Đạo đi kiếm anh, cô nhỏ tôi đã dẫn đến nhà mục sư. Anh tạm thời ẩn trốn đi, đám quân đệ chúng tôi sẽ ủng hộ cho anh. Đi đến chỗ khác là gặp nguy hiểm.
tôi có đến tổ trọng án. Họ nói vụ này đang còn điều tra. Họ còn quay đầu trở lại hỏi tôi Hồng Hưng Bình có phải có nội gián không. Báo chí đã đăng hết rồi. Tôi đã nói Trần Hào Nam là thằng phản bội, cứ liên tiếp xảy ra chuyện hoài. Lần này còn quá đáng, cả gan giết chết cả anh Sinh nữa. Hồng Hưng Tư Bình không để nó sống được. Anh Cơ, anh Sinh bị giết chết cũng đang điều tra. Anh gán tôi cho Hào Nam như là không được công bằng. Chuyện gì cũng phải nói chứng cứ. Chứng cứ ở đây. Thằng cốt nạn, mày tới làm gì? Tao tới đây bảo vệ cô Phương. Còn tao thì sợ cái bọn em út của Trần Hào Nam làm những chuyện dơ bẩn thôi. Như Hổ, mày nói gì? Đừng có sợ. Nói cho họ biết, cô ngó thấy gì, nói hết cho mọi người nghe đi. Anh Xin, anh bị Trần Hào Nam giết chết. Phương Đình đừng có nói bậy nha. Muốn gì? Gà rừng, câm miệng. Một khi cái chuyện này chưa được sáng tỏ thì đừng nên nói bừa bãi. Ngồi xuống đi, để nghe Phương Đình nói chuyện. Cô Phương Đình, cái chuyện này có liên hệ mạng người, không phải là phụ nữ thì có thể nói bậy được đâu. Anh Xin quả thật bị Trần Hào Nam giết. Đó, bạn gái của anh Xin cũng nói như vậy đó, phải không? Hả? Sao hả? Chứng cứ hả? Nè, coi cho kỹ đi. Theo tôi biết, đại ca của tụi anh chính thức từ cướp bằng Hòa Lan, không chịu buôn bán ma túy. Thằng ngoại quốc bất tài Trần Hào Nam là cần dạy của bố già ở Hòa Lan. Tụi nó liên lạc với nhau và đã bàn kế cùng nhau giết chết Tưởng Thiên Sinh rồi buôn bán ma túy. Ở đây là có chứng cứ, tụi mình cũng phải vui qua như người ta phải không? Anh Quả, anh nói xong chưa? Giết chết đại ca của mình. Hồng Hưng các anh không bắt cỡ, nhưng mà đồng tình chúng tôi tiếc gì mình. Bây giờ Hồng Hưng chúng tôi không có dính dấp gì anh. Anh nói xong rồi đi về đi. Tuy là tôi không gì đáng nói với anh, tôi hy vọng tụi anh phân tích rõ ràng coi chuyện này như thế nào. Chuyện này là chuyện nội bộ chúng tôi, anh làm ơn lui ra đi. Phương Đình, tôi vẫn có về xưởng phim. Các anh em nghĩ sao? Còn nghĩ gì nữa? Tất nhiên là phải trả thù giùm cho anh Sinh, chỉnh đốn lại nội bộ phải không? Cái gì tiền bối? Tôi nghĩ là cái vụ của anh Sinh chắc chắn là các vị không tin lời của cổ. Gà rừng, mày có tư cách gì đứng ra nói chuyện? Tôi cũng nhận thấy Trần Hào Nam không có làm cái chuyện gì đâu. Các người rất lù khù. Thằng Hào Nam từ nhỏ tới lớn tôi coi chừng nó, nó đâu có làm cái chuyện khinh sư diệt tổ như vậy. Quay, các người nhận thấy không phải, nhưng tôi nhận thấy chính là nó. Tôi cũng nhận thấy là nó đó. Tất cả đừng có làm rùng nữa, làm theo cách công bình. Nếu ai nhận thấy Hào Nam giết chết anh Sinh, giơ tay lên. Làm theo lệnh, mời ra ngoài. Đi ra đi, ngoài, đi. Ngoài. Thôi đi. Thân có sinh tử, người có hưng dượng. Nếu bắt được thâm tử mà không đi thì tự mình giải thích với anh Sinh. Đại Phi, chuyện của anh Sinh giao cho anh. Ok. Cô ạ, mua rau hả? Bao nhiêu? Mua đi một cân 6 đồng. Sao mắc vậy? Ra rồi rẻ rồi. Bớt chút đi. Sao cô lợi hại quá vậy? Cả cái chợ này ai ai cũng biết cô. Sao mà không quen biết cổ? Ba của cổ thuyết giáo hết mấy mươi năm rồi, có ai mà không quen biết cổ? Những người ở đây biết điều như là những người bán rau trong chợ. Thường thường khi đến ngày lễ ngày Tết, họ thường phát bánh với nhau, rất là dễ thương. Wow, sao giống cái mê cung vậy? Ở đây có nhiều người ở, rất là khó tìm kiếm như là cái mê cung vậy đó. Sắp bị dở rồi, không có còn lâu nữa đâu. Từ khi má của tôi chết rồi tôi ít khi trở về đây. Huê, lần này tôi sẽ cảm ơn bọn cô. Nè, ngày xưa nói là muốn trốn thì trốn ở chợ đông. Anh tới đây trốn thì không cần phải lo gì hết. Yên tâm đi. Nè, ăn cơm. Bữa cơm này có công lao của cô nhỏ nhỏ. Anh còn món ốp la nè. Có thơm không? Sao bể hết vậy? Hồi nãy con cẩn thận làm bể hết á. Ăn bữa cơm gia đình mà. Anh không thích ăn ốp la thì ăn món đậu Hòa Lan xào thịt của tôi đi. Đậu Hòa Lan? Phải, đậu Hòa Lan đó. Đậu Hòa Lan nè. Cảm ơn. Chỗ này hình như hồi trước tôi từng đến. Hình như có ấn tượng, có phải không? Lần trước anh gặp nguy hiểm em ở bên cạnh của anh nên được lướt qua. Anh mong lần này cũng được như vậy.
Mày tưởng mày bây giờ hoài lắm hả? Lợi hại lắm hả? Hả? Tự mình chủ trương, hai đứa tụi bay còn coi tao là đại ca không? Thằng quả, anh xin ở Hòa Lan bị người ta giết chết. Mày bắt bạn gái người ta, giá quà cho thằng thanh niên đó. Nếu chuyện này mai phước mật không tiết lộ, nếu rủi bị đổ bể ra, người ta sẽ nói tao nè, che chở cho bọn em út, làm những cái chuyện dơ bẩn. Đại ca yên tâm đi, tôi làm rất sạch sẽ gọn gàng. Bây giờ ra ngoài kiếm ăn chủ yếu là nhanh tay, phải không hả? Mày chỉ giỏi trả lời với tao. Đại ca đừng giận, cái chuyện này hai chúng tôi lỡ làm rồi, hay là nhân cơ hội này chúng ta hãy làm tới đánh ngã cái bọn Hồng Hưng. Phải. Cũng đã lâu rồi tao cũng qua Đài Loan thăm viếng mấy ổng. Gia Cường, ngày mai mua 2 tấm vé máy bay, tuần sau đi qua Đài Loan. Biết rồi đại ca. Khi tao qua Đài Loan á, hai thằng chó chết tụi bay phải tự bảo trọng biết không? Dạ biết lâu đại. Đại ca, thượng lộ bình an. Đại ca, xin chờ tôi đi lấy xe. Ha, thì đúng là đường hẹp gặp quan gia ha. Nói gì hả thằng Lục? Tụi nó là em út của Trần Hồ Nam hả? Phải, ở Nguyên Lãng từng gặp rồi. Kêu đại ca của tụi bay á, đừng có làm quá lâu nha. Mày nói gì? Tao là đại ca mày đó. Muốn gì? Con hả? Ê, mày biết chỗ nào mua quan tài, tao chỉ cho mày mua. Mày biết tao lại không? Mày là ăn chỗ chết, tao đập mày. Chết đi, chết đi. Gà rừng, lên ra, tao đập chết mẹ mày luôn. Sáng đập bể đầu mày luôn nè. Chết đi mày, chết đi, chết mày nè. Chết đi, chết đi mày, chết đi. Cảnh sát, cảnh sát, làm cảnh sát kìa, chạy mau, chạy mau, cảnh sát kìa, như vậy, chạy mau, chạy, chạy, chạy mau, chạy mau, chạy mau, chuyện gì, chuyện gì, quay, chuyện gì, cái này chuyện gì, sao vậy, chuyện gì đó, không có gì đâu. Sao được, có người điện thoại gọi cảnh sát, tôi phải đưa nhà bệnh viện. Tụi nó không đi. Điện thoại của anh phải không? Hồi trước tôi đi đâm chém, ê, bị chém trúng tay à, cũng là tự mình bằng bó thôi, đâu cần gì vô nhà thương chứ. Tiểu Cường, đại ca nổi giận rồi, còn không làm việc. Đại ca uống miếng đi. Ê, anh bạn à, không đi bệnh viện có được không? Vì huynh đệ này kêu làm việc đó không nghe hả? Mở cửa ra. Mẹ mày làm gì đó? Chuyện gì cũng do mày gây ra. Chúng ta làm bao nhiêu việc lão đại không chịu tiếp nhận. Nếu mà sau này anh ta tiết lộ tụi mình giết chết thằng Sinh thì tụi mình mất mạng đó. Nếu ta gà đừng giết chết được hắn thì thiệt mai cho tụi mình. Chỉ tiếc là nó giết không chết ảnh. Lão đại. Lão đại. Mới tới hả? Gia Cường đâu? Nó ở đây cả ngày với anh. Tôi đã kêu nó về nhà nghỉ. Tiêu Hổ. Dạ. Rót tao ly nước. Dạ. Sao tới khuya vậy? Lão đại, bữa nay tôi tới nói xin lỗi với anh. Tôi biết thường ngày có khi tôi làm gì không đúng. Tao chửi mày là muốn mày nên người. Như vậy sẽ có lợi cho mày đó. Mày thì không có gì, chỉ có tánh nóng nảy thôi. Lão đại, nước nè. Trời, mày muốn tao phỏng lỡ hả? Lão đại, để em đổi ly khác. Tôi đợi anh. Mẹ kiếp nó, sao lòi cặp mắt ra vậy? Mày nói coi, tư tưởng của mày như vậy làm sao vậy tụi tao? Làm sao làm lão đại? Bây giờ mày đã ao đét. Nhắm mắt lại, trở về nhà đi. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại. Trở về nhà đi hả?
đã giết luôn lạc đà. Ở ngoài đường chắc là hỗn loạn lắm, kêu gà rừng phải cẩn thận nha. Tôi sợ nó bị người ta theo dõi, cho nên kêu nó đừng xuất hiện gần đây. Tôi mày cũng vậy. Cảnh sát đây, đứng yên, dẫn về sở. Dù sao tụi mình cũng quen biết nhau mà, cần chỉ phải còng tôi chứ. Cảnh sát chúng tôi làm việc đều có chứng cứ đầy đủ. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới một vụ án đã thương rất trầm trọng, mệnh về để hỏi cùng. Đã thương nghiêm trọng gì đây? Anh cũng ngon thiệt, lạc đà của Đông Tinh mà cũng dám đụng tới. Vụ án của lạc đà anh cũng tìm ra, quả nhiên lợi hại. Nhân viên chúng tôi lượm được điện thoại cầm tay hiện trường, trên đó có dấu chỉ tay của anh. Anh Ngô Hùng à, anh có coi tin tức không vậy? Cái vụ Huỳnh Dục Dần bị người ta đập đầu, đều có sao, đều có ai tố cáo chứ? Anh có biết lạc đà bị chết tại bệnh viện hay không? Nói trời hả, đập hắn vài cái thôi vậy cũng bị chết. Đi đi, anh đừng có vu oan cho tôi nữa nha. Vô phòng đi. Tôi chỉ đập anh vài cái thôi. Vô đi rồi nói chuyện. Uầy, lạc đà chết thiệt hả? Anh không phải là đổ tội tôi chứ? Gà rừng, anh đừng tưởng cảnh sát chúng tôi là ngu. Chúng tôi bắt anh về là muốn cho họ biết, vì cái chết của lạc đà chúng tôi còn đang điều tra, và người đáng nghi là hai thằng em út của tụi nó, tức là thằng Quạ và thằng Tiếu Diệu Hổ. Tôi nói cho anh biết, tổ trọng án về hình cảnh quốc tế đã hợp tác theo dõi bọn họ lâu rồi. Anh rất giống được đặc công chuyên nghiệp đó. Tại sao tụi nó lại bất chấp thủ đoạn để chiếm thùng lầu quánh vậy? Vì tiện lợi cho tụi nó buôn ma túy. Chúng tôi nghi ngờ nó có liên lạc với bên Hòa Lan. Anh nói tôi cả buổi, muốn tôi làm tay trong cho anh hả? Phải, tôi muốn anh hợp tác. Cảnh sát và luôn anh hợp tác thì có ý nghĩa, nhưng mà không thể được. Anh nghe băng ghi âm đi. Đại ca Trần Hậu Nam của anh sẽ được trả lại thanh bạch. Ê anh Diêu, ngoài anh Đại Phi, tôi biết anh không mấy quan tâm đến chuyện này mà, nên tôi lụm lật tin tức về nói với anh đây nè. Chuyện gì đó anh Cơ? Anh kiếm được Trần Hậu Nam phải không? Tôi trở về đây để nói cho anh biết. Anh biết sao? Ai mà không biết, chờ đến thiếp đổ thùng phân cũng biết nữa đó. Chỉ có mình anh không biết thôi. Em nhỏ đi. Bắt nó. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, chạy lên chung, đứng lại, đi, đừng cho chạy. Để thôi, chạy lên, chạy.
nó về. Đừng bắt tao gần, đừng bắt tao gần, đừng, á, đừng. Đi, 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 đi. Chạy nó, chạy đi, chạy nó, chạy nó lại, chạy nó lại, đừng có cho chạy, nó đi, chạy nó, chạy đi, chạy nó lại, chạy nó, chạy nó, chạy nó, chạy nó, bị cái này giữ giữ cái nào, chạy đầu nó, bị cái, bị cái, chạy nó, ăn mày cho coi, phanh đây nó, phanh đây nó, đi đây. Mục sư, mục sư. Chuyện gì? Con gái ông bị chém. Hả? Ở đâu? Ở bệnh. Đi mau. Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đứng yên, người nào nhúc nhích sẽ chết. Đứng yên, đứng yên. Hào Nam à, đứng dậy đi. Rút lui mau, có tôi đây. Một sự đó hả, tránh ra, nếu như không chém đúng không đó. Anh nói cái gì hả? Nói gì không được sao hả? Anh nghĩ cho kỹ đi, đây là địa bàn của tôi đó. Có ai có lợi hơn? Tất cả những người ở đây lân cận với tôi đã hơn 20 năm rồi. Nếu như kêu tất cả bọn họ tình chúa, chưa chắc gì họ tin hết đâu. Nhưng mà kêu họ đánh lộn hả? Coi họ có đánh không. Đánh! Mục sư à, tôi rất là tin đồng. Bởi vì tôi biết tôi sẽ đi kiếm ông nói chuyện sau. Ok. Muốn lấy lại chút thể diện á thì lập tức cút mau đi. Thôi được, rút. Mọi người không tin anh, nhưng mà đại phi tôi tin. Con người trung thực như anh làm sao mà giết anh xin chứ. Đi đi. Anh giải thích thế nào? Nói tóm lại mặc kệ tụi nó, tôi tin anh. Cảm ơn. Nè, tụi mình tiếp tục đi kiếm bác Hạo Nam. Dạ, dạ đại ca. Nam, em nhớ lại rồi, anh cứ cứu em mau Nam. Anh Nam cứu em với. Bạn gái của mày truyền nhiễm bệnh cà lâm cho tao rồi. Trần Hồng Nam, mày cố gắng tới một mình đi, tao ở đây chờ mày. Người bạn gái mà tự nhiên trong đời lại rơi vào trong tay của kẻ thù. Hào Nam ứng được đi tìm địa chết hay là sống sót những ngày nhục nhã? Ây cha, tụi thanh niên bây giờ hay nói đến một mình là đến một mình là ngon thiệt ha. Đi. Cô nhỏ đâu? Coi bộ mày rất thương con nhỏ này. Yên tâm đi, tao tắm rửa sạch sẽ cho nó để chờ mày. Đau lòng hả? Nhỏ như vậy thì rất là dễ à. Là đàn ông thả cô ra rồi sẽ nói. Cái gì? Dọa tao hả? Muốn dọa thì ra tay đi. Tao muốn giò tròn á thì tròn. Muốn dẹp á thì dẹp. Anh Hổ, hồi tối thì anh sướng rồi. Tối nay á tới phiên anh rồi. Tôi đi, tôi mệt rồi, để các quân đệ của mình xem thử. Đập chết bà bây giờ. Đứng im, đứng im, đứng im. Trung lưu hoành à, người phụ trách hả? Nếu là đàn ông thả cô ra. Tại sao mày nói vậy? Hỏi con nhỏ của mày đi, tao có phải đàn ông hay không?
Anh Nam, em nhớ lại rồi. Cô không sao rồi hả? Hùng gái coi. Đừng cố nạn Trần Hậu Nam, tao cho mày biết, bữa nay là ngày tận số của mày và Hồng Hưng. Sau này quán chảy là thế giới của con quả đông tinh tàu, biết chưa mày? Con nhỏ này mày thương nó lắm hả? Tao bắt nó nhìn coi mày chết kiểu nào đây. Anh Hổ, giải quyết nó. Biết rồi. Đừng. Em nhỏ. Em nhỏ. Đi. Em nhỏ. Đi. Em nhỏ. Đi. Em nhỏ. Nằm đây. Nằm im. Nằm im. Em nhỏ. 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 Thế nào? Cầm vài trái lưu đạn. Mày tưởng hù được tao hả? Bắn đi. Mày ném đi. Tao là dù đạn sẽ chết hay sao? Ném đi. Ném đi. Ném đi. Anh Quả, đừng nhúc nhích. Nếu không chết cái đám đó, cho tụi nó đi đi. Tụi mình ra ngoài kiếm bằng chỉ là muốn kiếm tiền thôi. Mày tới trước người hả? Thì trước đi. Hảo Nam. Hảo Nam. Anh tỉnh dậy có được không hả? Hảo Nam. Đi về. Đã làm chủ đảng thì phải biết có ngày này. Đi về mau. Đi về.
Sếp à, tụi mình đứng đây canh gác giùm tụi nó như là thằng điên vậy? Chỗ này là chỗ của cá nhân, người dưới quê họ không có tôn trọng cảnh sát mình đâu. Vậy tụi mình ở đây làm gì? Chờ cô đại ca nào tới chụp hình tụi nó. Dạ. Có khách đến, xin dừng bước cúi đầu. Nhất bái, nhị bái, tam bái và quyến tạ lễ. Anh Hữu, có đem vũ khí ra giấu chưa? Ở dưới đáy hòm và ở dưới giàn tre đều có vũ khí. Bữa nay chuẩn bị có người tới, đi chơi với tôi. Anh Quả, sao khóc giả dối vậy? Vì trong bụng của tôi đang cười, tôi làm sao khóc thì được. Ê, nếu biết như vậy à, cần về phải về Hồng Kông, ở bên Hoài Lan không sướng sao? Đúng vậy, anh Hòa lần này thì ngon lành rồi, tất cả quyền thừa kế đều thuộc về tay anh ta. Xin nhờ các vị đại ca chiếu cố giùm. Nhớ đồng tình của ông Hòa tôi phụ trách, tôi bảo đảm các huynh đệ ăn no mặc ấm và biết kính trọng tiền bối. Hoan nghênh, hoan nghênh các vị, hoan nghênh. Đây là chủ định tình ý của tam liên bang chúng tôi. Quan hệ giữa đồng tình chúng tôi và tam liên bang các vị cũng rất tốt đó. Quan hệ kiểu cô gì hai anh? Tiếng phổ thông anh tệ như vậy làm sao qua được 597 hả? Vì đây cái này tên họ là gì? Hả? Tôi hả? Tôi tên là Khờ Tát 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 Tát. Anh Khờ Khảo. Hả? Cái gì? Cái gì Khờ Khảo? Tôi là Khả Chí Quê của tam liên bang Đài Loan này. Tôi anh đừng có lo, tôi đây rất là biết điều. Tôi không có đem vũ khí đến đâu, chỉ đem đến tấm lòng đến đây thôi. Tôi muốn thắp nén nhang lại anh lạc đà của chúng tôi. Có khách đến, xin dừng bước cúi đầu. Cúi đầu lần thứ nhất. Cúi đầu lần thứ hai. Cúi đầu lần thứ ba. Và quyến tạ lễ. Gì đây? Ê, đứng lại, lục chết, lục chết, lục chết, lục chết, đem chú ý không? Hả? Có đem không? Xét đi, súng đâu mà đem? Không có mang súng theo đâu, xét đi. Đại ca, bọn Hồng Hương đã tới rồi. Xét đi, tôi giấu trong bụng đó, đồ điên. Đại Phi, muốn làm gì? Cái gì? Sợ người ta cầm súng bắn chết tụi anh hả? Không sợ lạc đà trợ mắt ngồi dậy đập chết tụi anh hay sao? Chỗ này không quan nghênh anh, xin mời. Bộ anh điên sao, không biết luật lệ giang hồ. Ngày hôm nay tôi đến là chào anh lạc đà, tôi kính trọng ảnh. Bộ anh tưởng anh là dây chánh sao? Hey, thì là không biết tôn sư trọng đạo mà. Cái anh này, anh hổ được có giận. Người ta tới đây chọc tức anh thôi. Ây da, anh coi kìa, coi kìa. Anh mở mắt ra kìa, thấy chưa, thấy chưa? Nằm phơi nắng đó. Có người mở mắt to ra cho người ta đâm vào đó. Đại Phi, đừng phá đám nha. Ngày hôm nay có đầy đủ các loại anh hùng ở đây, anh muốn không hỗn loạn cũng khó. Anh nói thử coi, làm sao mà không hỗn loạn? Để tôi tính toán với anh. Được. Tam biên bài chúng tôi á vẫn giữ trùng lập, nhưng mà ba người á đằng sau tôi không biết nha. Gà
đường mày giết chết đại ca của tao, mày còn dám tới đây hả? Đại ca của mày bị ai giết mày cũng không biết, thằng bạp này không biết gì hết. Anh Cơ, tôi có chuyện lớn bàn với anh. Ê Tiểu Diện Hổ, anh đừng có phá tôi nữa. Lần trước tôi đã bị anh gạt lần rồi, còn chưa đủ sao? Cái chuyện này có lợi cho anh mà, anh không muốn sao? Lại muốn đem tôi tới thần hả? Như vậy cái ghế lông đầu của Hồng Hưng anh muốn ngồi không? Bộ muốn là được sao? Anh tưởng là thần tiên à? Để tôi nói cho anh biết, Tưởng Thiên Sinh là chúng tôi giết, và Lạc Đà cũng là chúng tôi giết. Bây giờ Đông Tinh đang hỗn loạn, Hồng Hưng cũng đang hỗn loạn. Tôi làm lông đầu của Đông Tinh, giúp cho anh làm người phụ trách Hồng Hưng, như vậy mới là ngon lành chứ, phải không? Nghe rõ chứ hả? Chỉ có như vậy thì được sao? Lên tòa cũng thấy dùng băng ghi âm làm chứng đó mà. Vụ án lão đại giờ tụi anh làm hả? Ây à, mày nói gì? Hồng Hưng muốn Đông Tinh chúng ta hỗn loạn đó. Ờ nè nè, tránh ra tránh ra. Nè Hậu Nam, cũng tại tôi lớn tuổi qua mắt trách làm anh, cho nên tôi đến đây để đính chánh cho anh. Nói thế là quá giật danh, thật là chướng mắt. Ờ anh nói sao cũng được. Cái này có phải gọi là bẻ bánh lái hay không? Sao anh thích bẻ qua bên trái bên mặt vậy? Thầy ơi sao còn nhìn nhận? Nhìn nhận gì? Chán cái đừng nói bậy. Chúng tôi không thể nào chịu nhục trước Hồng Hưng, phải không hả? Phải. Phải cái gì? Cái chuyện này đã phát triển tới giai đoạn này rồi, nếu mà không phát triển tiếp tục đó hả, thì người ta nói tôi làm việc không có đắc lực đó, có phải không hả? Phải không? Hào Nam, nếu như anh muốn trả thù cho bạn gái của anh thì hãy giết chết thằng chó này. Giết đi. Chạy đâu, 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 chạy đâu. Thì sếp ở trong có nhiều đánh lộn với nhau, nghị thức của đám mà đó. Anh hết rồi, cần tiếp tay hay không? Tiếp. Phải tiếp, coi chừng mà tôi nói biết không? Tụi bây coi ta mặc bộ đồ vé này á, ta đánh có được hay sao? Nếu như lỡ đánh rách thì sao? Bộ đồ này mắc tiền lắm đó, còn cái mặt mày là biết khờ mà. Thôi mày giỏi gì chứ, bây giờ mày té đáy hả? Mày có biết sợ Hồng Hưng chưa hả? Vũ khí hả? Tao kia mấy thì chùa đem giấu hết rồi, mày không biết hay sao? Đánh ra! Yeah, 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 y
Mày muốn lấy bàn tay che trời hả? Tao muốn chết mới nhìn thấy mày chết. Mày yên tâm đi, cho dù tao có chết tao cũng chiếu cố cho cô nhỏ. Bây giờ mới là chính thức chỉnh đốn nội bộ thông tin đó. Mình về. Giỏi thiệt, giỏi. Cảm ơn anh. Mày đừng có lo, tam liên bang tụi tao á, giữ trung lập biết không hả? Cảm ơn. Ê, giờ bộ đồ dưới của tao. Đã mặc rồi mà, sợ gì chứ. Nè, nè, đây, nè. Đây. Hey, bọn lưu mình tụi bay đánh xong trời cũng tạnh mưa rồi. Trời quang mây tạnh mà. Hey, đi về, đi về, đi, đi, đi. Tên không chết rồi có tên quả. Sao tên quả này còn quay nữa?